Huyện ủy Tam Nông phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng căn nhà cấp ủy cho đảng viên Chu Thị Kim Liên sinh hoạt tại chi bộ khu 15, Đảng bộ xã Dân Quyền. Số tiền 60 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Eco Phú Thọ hỗ trợ. Đảng viên Chu Thị Kim Liên sinh năm 1957 đã được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, một mình phải nuôi con trai bị mất sức lao động do tai nạn giao thông. Gia đình bà sống trong căn nhà tạm xuống cấp, rột nát, không đảm bảo an toàn. Sau khi có chủ trương của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc xây dựng căn nhà cấp ủy, Huyện ủy Tam Nông đã thống nhất lựa chọn xây dựng căn nhà cấp ủy cho gia đình đảng viên Chu Thị Kim Liên. Căn nhà được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2023. Căn nhà cấp 4 lợp ngói với diện tích 120m2 sau khi hoàn thành sẽ giúp gia đình bà Liên ổn định cuộc sống. Mô hình căn nhà cấp ủy do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ phát động là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm, tình đồng chí, sự trân trọng biết ơn đối với những đóng góp, công lao to lớn của các đồng chí đảng viên, là biểu hiện sinh động của tấm lòng tình cảm, ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng đối với đảng viên lão thành có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng.